Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, chúng tôi chuyên mua bán trao đổi các loại xe ô tô cũ ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu mua hoặc bán hoặc trao đổi xe ô tô cũ thì đến ngay với cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem những chiếc xe mà chúng tôi đang bày bán tại cửa hàng chúng tôi đấy ạ. Cửa hàng chúng tôi hiện đang có rất là nhiều các loại xe, từ những chiếc xe hạng A, hạng B, hạng C, hạng D cho đến những chiếc xe hatchback, rồi những chiếc xe sedan, xe SUV và những chiếc xe bán tải quý vị và các bạn nhé. Đầy đủ các mẫu xe để quý vị và các bạn có thể lựa chọn, hoặc quý vị và các bạn có thể trao đổi, mua bán hoặc trao đổi tại đây luôn quý vị và các bạn nhé. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu mua bán xe ô tô thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp những chiếc xe mà chúng tôi đang bán tại cửa hàng chúng tôi đấy ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất mà chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Chúng tôi đang bán với các loại giá tiền, ví dụ như từ 200-300 triệu đồng cho đến những chiếc xe khoảng 1 tỷ, hơn 1 tỷ đồng là chúng tôi cũng đều có hết tại cửa hàng chúng tôi quý vị bạn nhé. Tất cả các mẫu xe ô tô mới cũ chúng tôi đều có hết quý vị bạn. Thank you.